chỉ từ 300 triệu một tháng là anh chị có thể toàn quyền sử dụng một căn dinh thự có vị trí đắc địa bậc nhất tại Vinhomes Ocean Park, với diện tích đất là 640 m², với mặt tiền lên đến 50 m và với vị trí đắc địa đối diện với biển hồ Lagoon. Và trước khi bắt đầu đi vào chi tiết, anh chị đừng quên dành tặng chúng tôi một nút like video cũng như là đăng ký kênh để là những khán giả đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất về bất động sản của Vinhomes nhé. Và đây chính là căn dinh thự mà Hoàng với Lê Khánh sẽ đưa đến anh chị trong buổi hôm nay. Phải nói là cái vị trí này thì chắc chắn là đắc địa bậc nhất tại Vinhomes Ocean Park rồi. Vâng ạ. Và bây giờ là đang khoảng 5 giờ chiều của ngày đầu mùa hè, và khi mà em đứng ở đây thì cái không biết là cảm nhận của anh như thế nào? Anh thấy cực kỳ mát, tại vì gần như có gió ở biển Lagoon ấy thổi vào như thể đang ở Nha Trang, Đà Nẵng ấy. Mà cái vị trí này đúng là một căn, nó là hai căn góc đập thông và tự xoay mới. Tổng cái diện tích mà mặt tiền này nó lên đến 50 m. 50 m đúng không? Đúng rồi, hướng này là hướng Tây Nam này, và một hướng này là hướng Tây Bắc. Thì với diện tích đất là 640 m². Phải nói là một căn dinh thự là có diện tích lớn nhất tại Vinhomes Ocean Park. Và đây cũng là một căn mà em thấy mặt tiền em đi mỏi chân chưa hết. Chính xác. Và ngay bên cạnh, sát bên là một trong những viên kim cương của bất động sản Vinhomes Ocean Park, đó chính là căn Highland Coffee. Đang thuê đúng không? Chính xác. Và căn này thì rất sát sạt sạt với Vincom Vegamo. Đúng rồi. Và nhìn tổng thể thì em hình dung là với cái vị trí mà đối diện toàn bộ cái biển hồ Lagoon này, với căn góc như này, với gần Vincom này, thì nó là những yếu tố mà anh nghĩ là cái mặt bằng của căn dinh thự này sẽ có cơ hội kinh doanh cực lớn khi mà được khai thác. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá vào bên trong của cái căn dinh thự này, với diện tích đất là 640 m² đất và xây dựng một sàn là 260 m². Xây dựng tầng 1 là 260. Đúng rồi, và xây 3 tầng. Là tổng diện tích sàn xây dựng nó gần đến 800 m². Phải một con số rất là kinh khủng. Rồi, ấn tượng kinh khủng khiếp đúng không ạ? Đây em nghĩ là nó có thể là một trong những cái viên kim cương sáng giá ở Ocean Park. Phải nói là em nhìn tổng thể cảnh quan vào bên trong này mới thấy được cái sự vĩ đại ở căn này như thế nào. Và đây chính là cái sàn của tầng 1 với diện tích xây dựng bên trong lòng nhà là 260 m này đúng không anh? Chính xác. Vâng. Và cái điểm nhấn quan trọng là gì? Em nhìn cái mặt tiền này. Cái mặt tiền của căn dinh thự này cực kỳ lớn luôn. Đúng rồi. Và lại là đối diện với biển hồ Lagoon. Vâng. Và với cái việc mà bàn giao thô như này ấy, thì anh nghĩ là nếu như anh chị mà quan tâm để mình có thể sở hữu, để có thể là khai thác kinh doanh ấy, thì nó sẽ là đáp ứng được rất nhiều nhu cầu. Đúng rồi. Gọi là rất đa năng luôn. Thì mình sẽ tự hoàn thiện, ví dụ có thể là mở các cái beer club thì nó sẽ khác với cách trang trí của một quán tôm hùm đúng không ạ? Chính xác. Và bây giờ mời Lê Khánh và anh chị chúng ta cùng khám phá một bất ngờ ở tầng 2 của căn dinh thự này. Wow, em cũng rất là tò mò, không biết là cái bất ngờ mà anh đang định bảo là gì đây. Wow. Đây chính là cái điều bất ngờ và cái điều đắt giá nhất của căn dinh thự này. Amazing. Quá là tuyệt vời luôn, thực sự. Đáng đồng tiền bát gạo đúng không? Vâng. Toàn bộ cái hồ Lagoon, nó cái căn này đúng là bao trọn toàn bộ cái view hồ Lagoon luôn anh Hoàng anh ạ. Cảm giác như thể là đang đứng trước biển đúng không? Đúng rồi, choáng ngợp luôn. Một căn dinh thự ở mặt biển luôn. Vâng. Và em thấy không? Gió ở đấy rất là mát. Rất là mát. Như là mình đang ở Nha Trang hay là ở một bãi biển nào đấy trên thế giới, hoặc là những bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam chẳng hạn, thì em cảm giác giống đi biển hơn là ở Hà Nội. Mà đây mới chỉ là thô thôi nhá. Vâng. Nếu như mà em hình dung ở đây cái căn dinh thự này hoàn thiện và khai thác vào thì nó sẽ như thế nào? Vâng. Và căn này thì em thấy là bên trong ấy được xây kiểu đúng là để chủ đích cho làm nhà hàng hoặc là trung tâm, thì bởi vì là nó rất là nhiều cửa. Có một điểm quan trọng nhá, Khánh hình dung và anh chị có thấy này, các căn này đúng là như Khánh nhận xét là rất nhiều các cửa. Và vì cái mặt tiền rất lớn, phải nói là một căn mặt tiền lớn nhất tại Vinhomes Ocean Park. Và điểm chính giữa này em thấy không? Cái sảnh giữa này nó rất là cân đối ở hai bên. Đúng không? Hai bên này thì nó sẽ rất là thuận lợi để mình khi mà mình đưa vào vận hành khai thác ấy. Mình khai thác từ lối giữa này và hai bên nó sẽ rất là đều và cân xứng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá lên tầng 3. Nếu mà ở tầng 3 em sẽ thấy được là cái góc nhìn nó còn đẹp như thế nào nữa. Khánh có thấy không? Lên tầng 3 này là thấy gió nó thổi rất là mạnh luôn. Toàn bộ gió ở ngoài hồ nó phả tất vào trong nhà mình, rất là mát đúng không? Chính xác. Và cũng như ở tầng 2 thôi, tầng 3 thì cũng có
không gian rất là rộng và thoáng. Và phải nói là cái căn này là một căn rất đặc biệt với cái mặt tiền lớn như này. Và với không gian này thì gần như thì khi mà mình đưa những thương hiệu lớn này vào ở đây khai thác ấy, thì nó gần như điểm khác biệt hoàn toàn so với những cái mặt bằng kinh doanh ở đây. Em nghĩ là với một cái tầm view thế này mà một cái nhà hàng mở ở đây thì nó sẽ rất được cái viral, về bởi vì là rất là nhiều người đến đây sẽ check in được những bức ảnh nó rất là đẹp. Kiểu như thế là sang xịn mịn. Đúng rồi. Là căn này là rất phù hợp. Và với cái mặt tiền lớn như thế này, một vị trí siêu đẹp và đắc địa như thế này thì không biết là ở đây kinh doanh như thế nào thì có thể lại được cái với mức giá thuê 300 triệu ở đây ạ. Thật ra anh chia sẻ với Khánh cũng như anh chị là gì? Nói thì không phải là gọi là đừng dạy nhà giàu tiêu tiền đúng không? Thì cũng về kinh doanh vậy thôi. Tất nhiên là góc độ là chia sẻ. Anh chia sẻ cho Khánh thêm cái góc nhìn thôi. Tức là với 300 triệu một tháng tiền thuế, với mặt tiền lớn như này, đắc địa như này, thì anh sẽ thấy những thương hiệu sau phù hợp này. Thứ nhất thì chắc chắn rồi, đó là Thẩm Mỹ Viện. Chắc chắn là rất quan trọng. Thứ hai là những cái nhà khoa cao cấp cũng ok. Thứ ba là những cái thương hiệu về F&B mà nổi tiếng. Ví dụ như thế là club beer này, hoặc là nhà hàng hải sản nướng này, hoặc là có thể là về giải trí này, hoặc là thậm chí liên quan đến chăm sóc sức khỏe cũng rất ok. Tức là nó sẽ định vị là hướng đến là cái cơ sở ở đây sẽ là cơ sở là đẹp nhất, sang trọng nhất và phục vụ với nhóm khách hàng cao cấp nhất. Em cũng nghĩ là phải những thương hiệu mà cực kỳ lớn hoặc là kinh doanh. Vì ở đây em thấy là bây giờ là chuẩn bị lên đèn phố đi bộ đấy. Chính xác. Thì em lại rất liên tưởng đến những kiểu về ẩm thực, ăn uống. Anh nghĩ là đấy là một ý tưởng. Anh chị, nếu mà anh chị đang làm trong ngành F&B thì anh chị có thể tham khảo cái mặt bằng này nhá. Và nếu như chị quan tâm đến mặt bằng này, anh chị hãy lên, anh có số hotline trên màn hình. Anh sẽ đưa đến anh chị đến thực tế và tham quan. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Đừng quyền like và đăng ký kênh cho Mr. Anh Bất Động Sản và Lê Khánh Property. Xin chào.